tất cả vũ khí nhắm thẳng vào tàu chính của Ra, tấn công cùng lúc. Just, ông điên rồi sao? Ta đồng ý với câu nói của nữ oa, bình tĩnh chút đi. Tấn công như thế thì sẽ hủy luôn cả thần chương. Bốn đại thần chúng ta là người bảo vệ thần chương. Báo cáo, Ra đã bắt đầu tiếp xúc với thần chương. Cái gì? Sự thống trị của chư thần sắp kết thúc. Thời đại mới sắp đến. Hãy để ta đến mở ra thời đại này. Không cần lo nhiều vậy đâu. Khai hỏa. Đến đi, hãy cho ta cảm nhận sức mạnh sáng tạo nên thế giới này. Mục tiêu chạy sang chiều không gian khác rồi. Đây chính là sức mạnh của thần trượng sáng thế sao? Lời tiên tri đã thành sự thật. Trước giờ chưa bao giờ nghĩ người được nhắc đến trong lời tiên tri lại là một trong bốn người chúng ta. Nhất định hắn sẽ quay lại. Chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng cho trận chiến. Ngày xưa, vì sống trong cuộc chiến tranh lạnh giữa ba vị thần, nên người dân trong vũ trụ luôn phải chịu cảnh khổ sở. Nhiều năm trôi qua, ba vị thần vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Ra và thần trượng, nhưng không hề có manh mối gì. Không ngờ ở một nơi sâu thẳm trong vũ trụ, có một chiếc phi thuyền đang từ từ bay đến một nơi. Nghe nói nơi đó có thể tìm được tung tích của Ra. Nhân vật chính cuối cùng đã xuất hiện. Cừu vui vẻ, chúng ta đến nhầm chỗ rồi sao? Không nhầm đâu, bây giờ trả vé lại cũng không kịp nữa. Vé gì chứ? Chúng ta phải tìm xem người bán ở đâu. Tại sao ngay cả ngươi cũng có mặt ở đây? Cuối cùng mọi người cũng đã đến, tôi chờ lâu lắm rồi. Là sâu thịt cừu sao? Lông cừu thật thiếu kiến thức. Chẳng lẽ ai có dâu đều là sâu thịt cừu sao? Vậy ông có mang đến thứ chúng tôi muốn mua không? Đừng nói lớn, đối chiếu ám hiệu trước đã. Lại còn đối chiếu ám hiệu sao? Ai biết được các ngươi có phải gian tế không? Đây là thứ mà cả ba vị thần đều muốn có được. Đối chiếu ám hiệu đi, chúng tôi không phải gian tế. Có ăn cay được không? Cho nhiều chút thì tốt. Quả nhiên ông ta là người bán thịt cừu mà. Đây chính là bản đồ sao giúp tìm thấy thần trượng sáng thế. Thần trượng sáng thế. Nghe nói thần trượng này có sức mạnh xuyên không phi thường. Làng cừu của chúng ta bây giờ không còn như trước nữa. Cần phải có một sức mạnh cao hơn để bảo vệ mình. Chỉ cần có được thần trượng thì chúng ta sẽ không cần phải sợ sói, gấu, khỉ, con cá nào nữa. Cậu có nhiều nỗi lo vậy sao? Tấm bản đồ sao này chắc chắn là có giá trị. Cuộc chiến giữa ba vị thần sắp nổ ra. Tấm bản đồ này chính là manh mối duy nhất tìm thần trượng. Ông nghĩ nó đáng giá bao nhiêu? Có được thần trượng là xem như có được sức mạnh lớn nhất thế giới. Ba vị thần đương nhiên muốn có được. Cho nên họ cũng sẽ muốn có được bản đồ này. Đúng là một quả sầu riêng hoành tráng. Sầu riêng gì chứ? Sói xám đâu rồi? Vì quả sầu riêng này mà tôi phải vất vả lắm đấy. Muốn nâng giá trị lên chứ gì? Tốt xấu gì chúng ta cũng là tỷ phú. Chỉ là một quả sầu riêng, mua được. Tại sao phải mua sầu riêng? Chúng ta phải có được quả sầu riêng này. Này, ai có thể cho tôi biết sói xám chạy đâu không? Còn nữa, tại sao bản đồ lại hóa thành sầu riêng? Sói xám đáng ghét. Nhưng mà chẳng phải sói xám đi cùng với chúng ta sao? Sao hắn lại phản bội chúng ta? Tớ hiểu rồi. Ôi trưởng thôn, dù vui vẻ cậu làm gì vậy? Ngay từ đầu sói xám đã luôn giữ vẻ bình tĩnh bất thường. Điều này không hề giống với tính cách của hắn. Sao cậu nói chuyện với cái chuông vậy? Hơn nữa điều quan trọng nhất là lúc hắn rời khỏi đây lại không nói câu thoại kinh điển. Ta nhất định sẽ quay lại. Mấy chuyện đó tớ hiểu. Chỉ không hiểu sao cậu lại bắn trưởng thôn. Chân tướng của sự việc chỉ có một. Trưởng thôn bắt tỉnh lại đi. Sói xám đã trộm bản đồ sao là do một kẻ khác giả dạng. Tìm được bản đồ sao của thần trượng sáng thế. Lần này giàu to rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
是阿拉伯的故事，到处都在流传，有阿拉丁神灯，有辛巴大航海。 1, 2, 3 and 4 Come on, yo, let's roll。 这里有个神奇的故事，一个人，一个人，一个人的命运会改变。Tay trên. Vâng, có một tên trộm giả làm người của bọn chúng, rồi trong lúc giao dịch đã trộm bản đồ đi. Hỗn xược, đồ vật của thần thánh chúng ta sao có thể rơi vào tay người phàm chứ? Mau bắt tên trộm đó về đây, chuyện này có chút phiền phức. Sao? Tên trộm đã đi đến phương Đông. Phải, nơi ấy là địa bàn của nữ oa. Vậy cần phải tìm người đáng tin nhất để xử lý chuyện này. Thần sấm to, đến lúc con xuất hiện rồi. Tất cả cùng lên đi. Quá yếu. Là thần linh, mà các người thế này thì làm sao bảo vệ hòa bình vũ trụ? Athena. Phụ thân. Athena, ta có một việc quan trọng muốn giao cho con. Không đi. Bố à, bố làm ơn đừng sắp xếp cho con đi xem mắt nữa được không? Con đường đường là nữ thần chiến tranh và trí tuệ, có thể ế được sao? Bố lo làm gì? Athena, không phải như con nghĩ. Nghe ta nói đã. Con biết bố muốn nói gì. Gái lớn gả chồng chứ gì. Nhưng chúng ta là hai thế hệ, quan điểm vốn khác nhau. Bố đừng lấy tiêu chuẩn của mình chọn đối tượng cho con nữa. Không không, là có một nhiệm vụ. Con không muốn sinh con. Có một tên trộm. Trộm? Trộm? Vì muốn có cháu bé mà bố chấp nhận cả một tên trộm sao? Bố, con biết bố muốn tốt cho con, nhưng bố không thể lấy lý do đó trói buộc tự do của con. Con không thể kết hôn với một người con không có cảm giác. Con vẫn còn trẻ, điều kiện lại không tệ. Bố cho con tìm hiểu thêm vài trăm năm nữa đi. Đừng hỏi con rốt cuộc muốn tìm người thế nào. Con thấy mấy chuyện này không nói bằng lời được. Đại khái là cảm giác giống như bị sét đánh. Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đúng rồi, phải bị sét đánh. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, bố hiểu không? Nói xong chưa? Nói xong rồi thì vào chuyện chính. Tấm bản đồ giúp ta tìm thần trượng sáng chế đã bị một tên trộm mang đi. Ta cần con đột nhập vào đó lấy lại bản đồ. Chứ không phải đi xem mắt sao? Chẳng phải con đường đường là nữ thần chiến tranh và trí tuệ sao? Gấp gáp làm gì chứ? Ai gấp chứ? Vậy là có nhiệm vụ thật sao? Phải. Hơn nữa còn là một nhiệm vụ rất quan trọng, liên quan đến vận mệnh của cả vũ trụ. Bây giờ, chúng ta sẽ hít thở sâu. Sau đó, dùng hết sức, dang rộng hai chân. Giữ hơi thở. Thần sông, có chuyện gì? Nữ oa đại nhân, tôi có việc muốn báo cáo với người. Người muốn nghe tin tốt hay là tin xấu? Hay là tin không tốt không xấu đây? Chẳng muốn nghe tin nào hết.
Nếu người đã thành thật như vậy, thế thì tôi sẽ nói hết cả ba tin cho nghe, có được không? Có gì nói mau đi. Tin tốt chính là hiện giờ tôi chán quá, rất muốn đi công tác. Người nói xem có tốt không? Liên quan gì chứ? Sao giọng người nghe lạ vậy? Có phải đang đắp mặt nạ không? Nói chuyện chính đi, tin xấu là gì? Tin xấu chính là lúc đắp mặt nạ mà biểu lộ cảm xúc mạnh thì sẽ có nếp nhăn. Liên quan gì đến ngươi? À đúng rồi, có một tin không tốt không xấu. Người đưa ra ý kiến giúp tôi với. Có một tên trộm chạy đến chỗ tôi. Tôi nên bắt hay là không nên bắt? Hay là nên đi theo hắn đây? Tuy chỉ là một tên trộm thôi, ngươi tự quyết đi, đừng có lấy việc này làm phiền ta. Nam thần thời nay sao lại yếu đuối như vậy? Ôi trời, cúp máy rồi. Mình vẫn còn chưa kịp báo với đại nhân thứ mà tên trộm này đã trộm là gì nữa. Lát nữa gửi tin nhắn cho người vậy. Mình nên dùng Weibo hay là dùng QQ đây? Diều của tôi. Ôi, lại có việc làm rồi. Chào chàng tiểu phu trẻ tuổi, cái mà ngươi đánh rơi là cây diều vàng hay là cây diều bạc hay là cây diều cũ kỹ này đây? Quê hương thân yêu, tiểu Kim Cang, cuối cùng mày cũng về. Trả tiền đi, thứ mà mày bán chẳng có tác dụng gì. Dám lừa tao mua đến 7 viên, thứ đó phải ghép đủ 7 viên mới ước được. Tưởng tao ngốc hả? 7 viên là một sao thì có tác dụng gì? Làm người quan trọng nhất là phải luôn vui vẻ. Anh cứ nghĩ thế này, anh không đạt được điều ước, nhưng ở nơi khác trên vũ trụ cũng có 6 người khác không đạt được điều ước đấy. Tiểu Kim Cang, cuối cùng mày cũng về. Trả tiền đi. Cây đèn thần mà tôi bán là thật đấy, có thể gọi được thần đèn. Nhảm nhí, còn phải xem là thần gì. Cười gì mà cười chứ? Làm người quan trọng nhất là phải luôn vui vẻ mà. Doraemon, cuối cùng cậu cũng về rồi. Đang đùa sao? Các người nhận lầm người rồi. Sao mà lầm được? Lần trước chẳng phải mua 4 cái trong chóng tre ở chỗ cậu sao? Lão đây là tiểu Kim Cang. Bọn tớ đã quên trả tiền, không phải Doraemon. Tiền? Tôi đúng là Doraemon. Đi thong thả, không tiễn. Vậy cũng làm được sao? Không biết xấu hổ hả? Tôi rất có nguyên tắc, tùy cơ ứng biến. Đừng có nói nhảm nữa, đi theo tao. Có thứ tự chứ, tao là người bắt nó trước mà. Chuyện này không cần phân biệt trước sau. Muốn giành sao, đúng là không biết nể mặt. Tao sợ mày chắc, đánh thì đánh thôi. Dám đến địa bàn của tao gây sự, thằng khốn kiếp. Khoan đã, các anh em xông lên. Cô Nhi Viện Thảo Nguyên. Thảo nào lần trước tiền trong két sắt bỗng nhiên nhiều lên, ta biết ngay là do cháu làm. Thằng nhóc này mau thả ta ra, cháu to gan lắm, không xem người lớn ra gì. Thằng nhóc chết tiệt, khi nào cháu đi? Vốn dĩ cháu định bỏ tiền vào xong là đi ngay. Nuôi cháu lớn không phải muốn cháu trở thành tên lừa đảo, là do các vị thần đã khiến thế giới trở nên loạn lạc. Ông có bản lĩnh thì đi mắng họ đi.
Cháu thế này gọi là loạn thế xuất anh hùng. Cháu không thể tìm một công việc bình thường như người khác ở xưởng tàu này sao? Giúp các thần đóng ra các tàu chiến sao? Cháu đâu có điên. Cháu ghét nhất đám thần linh. Nói không được liền đánh nhau, không hề nghĩ đến cảm nhận của người phàm chúng ta. Đó là chuyện của thần linh. Cháu giờ đã trưởng thành rồi, không còn liên quan gì đến cô nhi viện này. Không ai bắt cháu phải kiếm tiền cho cô nhi viện. Tiền lừa đảo mà có, ta đây không thèm đâu. Nhưng mà cô ấy cần. Tiểu Kim Cang, anh về rồi. Tiểu Thanh, có biết nghe lời của viện trưởng không đấy? Không hề. Ngoan lắm. Trời ơi, hai đứa đúng là rất hợp nhau đấy. Khi chọc giận người khác thì như người nhà vậy. Đương nhiên, Tiểu Kim Cang chính là nam sủng mà bổn cung ưng ý nhất. Này, gần đây nó lại xem phim truyền hình nhảm nhí rồi phải không? Không phải cổ trang thì cũng xuyên không. Đến giờ uống thuốc cho thêm hai viên thuốc trị não tàn là được. Quà đâu? Sinh nhật của ai đó sao? Đừng có giả ngốc nữa. Không phải sinh nhật em thì anh có quay về không? Đây. Lát nữa anh và viện trưởng sẽ mua bánh cho em. Em muốn ướp. Mỗi năm đều có một ngày như thế này. Chúc mừng em. Gì vậy? Ước đi đã. Em ước rồi. Em ước gì? Nếu cho anh biết, nói không chừng anh sẽ giúp em thực hiện đấy. Bí mật, không nói anh biết đâu. Vậy ước thêm một điều có thể cho anh biết đi. Em muốn làm thần linh. Thần linh có gì tốt? Thần linh không bị ốm cũng không già đi. Hơn nữa nữ hoa đại nhân là người mình nuôi rắn, nhìn rất có phong cách nữ vương. Làm gì vậy? Thế này thì nhìn em trông giống nữ hoa rồi. Tiểu Kim Cang, còn không mau thỉnh an bổn cung. Vâng, thưa nữ vương đại nhân. Điều ước này không tính, ước điều khác đi. Anh dẫn em đi phiêu lưu đi. Khỏi bệnh rồi thì đi. Năm nào cũng nói như thế. Lừa đảo. Anh có bao giờ lừa em chưa? Thổi nến đi, rồi ngủ sớm. Anh lại đi nữa sao? Ừ. Nếu em có thể khỏi bệnh thì có thể cùng đi phiêu lưu với anh rồi. Ừ. Tiểu Kim Cang, em có khỏi được không? Được chứ. Anh hứa chứ. Anh hứa. Thần trượng sáng thế, ta đến đây. Ai? Ai đấy? Ta là thần Sấm Tho. Vì vinh quang của thần Phương Bắc. Thần Sấm Tho. Quả nhiên là thần linh. Sức chiến đấu mạnh như vậy. Toi rồi, bản đồ sẽ bị cướp mất. Sao lại là một con chó? Ta là thần Sấm Tho. Ai mà tin chứ? Ta là thần Sấm Tho. Ta là thần Sấm Tho. Ta là thần Sấm Tho. Được rồi, biết rồi, không cần lặp lại. Cũng có nói được câu khác đâu. Vì vinh quang của thần Phương Bắc. Tự mình nói xem. Quả nhiên là một con chó. Vô lý, sao mình không đánh lại một con chó nhỉ? Chắc do nãy tối quá, tự mình ngã thôi. Người có muốn bản đồ sao này không? Nào, đánh lại xem, lần này ta sẽ không... Quả nhiên là thần linh, sức chiến đấu mạnh như vậy, to rồi, bản đồ sẽ bị cướp mất. Ngươi đừng qua đây. Nghe lời đi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Cảnh báo va chạm. Cảnh báo va chạm. Cảnh báo va chạm.
Lại là ai nữa đây? Không có thời gian giải thích, mau lên xe. Ôi trời, mau chạy đi, lái mau, lái mau. Không ngờ lại được cứu. Tuy không biết cô là ai, nhưng cũng cảm ơn cô. Chờ tìm được bảo bối này thì sẽ thưởng cho cô một phần. Athenata, lấy danh nghĩa thần phương Tây tuyên bố người đã bị bắt. Bị bắt? Tại sao? Người đã trộm bản đồ sao? Thứ này là tôi nhặt được bên đường. Nhặt đồ cũng phạm pháp sao? Đây là thứ tôi dùng để dụ chó. Dụ chó cũng là phạm pháp à? Thần linh có gì ghê gớm chứ? Có thể tùy ý bắt người sao? Người có quyền giữ im lặng. Những gì người nói có thể làm bằng chứng trước tòa. Bị đuổi theo rồi. Phi thuyền kiểu gì vậy? Còn không nhanh bằng con chó. Ta nói ngươi có quyền giữ im lặng. Ta sắp nôn rồi, ta sắp nôn rồi. Ngậm miệng đi. Thấy chưa, hỏng rồi chứ gì. Rốt cuộc có biết lái phi thuyền không vậy? Đủ rồi. Vì vinh quang của thần phương Tây. Cô định đi đâu vậy? Ít ra phải thả tôi đã chứ. Làm sao mở được thứ này đây? Teng 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 teng. Kính thưa quý khách, máy bay chúng ta do gặp phải các thần linh đánh nhau nên sẽ bị rơi. Quý khách vui lòng quay về chỗ ngồi của mình, thắt chặt dây an toàn. Dây an toàn, dây an toàn. Dây an toàn. Đúng là thần linh đánh nhau, người phàm gặp họa mà. Bản đồ. Thôi đi, dù sao mình cũng đã nhớ tuyến đường rồi, không cần mạo hiểm. Nếu xen vào trận chiến của họ thì mấy cái mạng cũng không đủ. Không được chạm vào bản đồ, tôi đâu có. Bản đồ. Đây là... Chào Athena trẻ tuổi. Thứ mà cô đánh rơi là bản đồ bằng vàng hay là bản đồ bằng bạc? Hay là bản đồ đã bị hỏng này đây? Hỏng rồi. Cảm giác bị sét đánh này, không lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Vẫn là không buông tha. Thưa thần rớt vĩ đại của phương Tây, xin hãy nghe lời triệu hồi của con. Athena, tại sao lại dùng tế đàn đã bị bỏ hoang này để liên lạc với ta? Nữ oa đại nhân, có nghe thấy tiếng của tôi không? Không ai bắt máy sao?
Thần linh cũng dùng điện thoại thông minh sao? Thần sông, lại có chuyện gì? Có người khác sao? Hắn chính là tên trộm đấy. Thò con ngoan, có nhớ bố không? Thần sông, chuyện thần trượng quan trọng như vậy, sao ngươi lại không bẩm báo chứ? Chính người nói tôi phải tự giải quyết mà. Ai bảo lúc đầu ngươi nói nhảm nhí nhiều làm gì? Việc quan trọng phải nói trước, hơn nữa phải nói nhiều lần chứ. Ồ, bản đồ sao đã bị hỏng rồi? Hỏng rồi, hỏng rồi. Bản đồ sao đã bị hỏng rồi? Bản đồ sao đã bị hỏng rồi? Biết rồi, không cần nói lại. Chính người dặn phải nói nhiều lần mà. Ôi, sợ chết đi được. Lại bị đám người này cản trở. Athena, con làm ta thất vọng quá. Ai cản trở ai chứ? Các người dám phái người đến địa bàn của ta cướp đồ, còn có chút đạo đức nào không? Đạo đức? Được. Giữa chúng ta không cần tranh giành nữa. Hai người ai về nhà nấy, quân đội cứ giao cho ta, rồi sau đó để ông bá chiếm cả vũ trụ à? Chứ gì nữa? Già rồi còn đến sàn nhảy mà khiêu vũ, giành thần trượng làm gì? Già, ta còn chưa mãn kinh. Mãn kinh liên quan gì đến ông? Sao lại bắt chước lời ta? Chẳng lẽ mình ông mãn kinh chắc? Được, vậy thì bà mãn kinh. Có ông mãn kinh thì có. Đúng là không biết xấu hổ. Sợ bà chắc, đánh thì đánh thôi. Dám đến địa bàn của ta gây sự, đồ khốn kiếp. Các anh em xông lên. Tiểu Kim Cang, người biết mình đã gây ra bao nhiêu họa rồi không? Chỉ là người phàm lại dám làm hỏng bản đồ sao? Đây lại là manh mối duy nhất giúp tìm ra thần trượng sáng thế. Nếu không thể giành lại thần trượng từ tay Ra thì sẽ không thể nào ngăn được lời tiên tri. Ra là ai? Lời tiên tri gì? Người phàm các ngươi đều đã quên rồi. Thuở ban đầu có bốn vị thần linh: ta, thần rớt của phương Tây, nữ oa của phương Đông, phương Bắc thì có Hồng Thất Công. Ý của ông là Odin đúng không? Hồng Thất Công chứ, không cùng chung một hệ thống mà. Rõ ràng ông là Odin, Hồng Thất Công. Ngoài chúng ta ra, còn một vị thần cai quản vũ trụ phương Nam, đó chính là Ra. Các Titan dùng sức mạnh của thần trượng sáng thế để tạo nên thế giới này. Sau đó thần trượng ở đây giao cho bốn vị đại thần linh chúng ta canh giữ. Titan để lại lời tiên tri, nói rằng sẽ có một ngày sức mạnh hắc ám chiếm lấy thần trượng. Theo lời tiên tri thì Ra sẽ có ngày quay lại. Suốt bao năm nay chúng ta không ngừng mở rộng quân đội, chính là vì ứng phó với trận chiến không biết khi nào mới xảy ra này. Ra, Tiểu Kim Cang, người biết mình gây ra họa lớn thế nào chưa? Chuyện thì tôi hiểu, nhưng bản đồ là do Athena làm hỏng cơ mà. Ai biết được ngươi dùng bản đồ làm khiên đỡ chứ? Ha? Ha? Ha cái gì mà ha? Chạy tới địa bàn của ta gây chuyện đã đành, lại còn làm hỏng bản đồ. Nữ oa, bà làm gì vậy? Không giành được địa bàn thì giành chó sao? Ta có gọi nó đâu, tự nó chạy đến đấy chứ. Thứ vô học. Này bà mắng ai vô học vậy? Bố thích nghe người ta mắng cũng đừng lôi con vào được không? Chó nhà người ta đáng yêu như vậy, sao lại mắng nó? Đừng cãi nhau. Đáng ghét, biến thái, bà còn mắng, ta mắng ông đấy. Ái chà, thằng nhóc đó có nhà có xe, con còn chê cái gì? Lúc này bố đừng nói với con mấy chuyện đó được không? Đừng cãi nhau nữa mà, đừng cãi nhau nữa mà. Bố ngươi nói đúng đấy, ta trẻ lại vài ngàn tuổi mà lớn như ngươi, ta cũng lấy chồng. Con xem, bọn ta đều vì muốn tốt cho con. Đừng nói nữa. Có gì từ từ nói. Con, có người con thích rồi. Athena, con có hiểu thân phận của mình không? Con là con gái của ta, là nữ thần chiến tranh và trí tuệ. Hôn nhân của con phải môn đăng hộ đối. Thằng nhóc đó là ai, làm nghề gì, gia cảnh thế nào? Thần linh. Ý của tôi là chúc đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử. Mọi người còn có việc quan trọng phải làm, nếu không có gì tôi đi trước đây. Muốn đi sao? Đóng cửa, thả chó. Che giấu bản đồ sao? Vốn là trọng tội. Huống hồ bây giờ bản đồ đã bị hỏng, người sẽ phải chịu sự trừng phạt của tòa án chư thần. Tòa án chư thần? Tòa án này vì lý do chiến tranh mà mấy ngàn năm nay không mở. Ngươi sẽ là người phàm đầu tiên bị xử suốt mấy ngàn năm nay. Thẩm phán,
mau định tội hắn đi. Thẩm phán Điều Kim Cang, người biết tội chưa? Ông đến lúc nào vậy? Bổn quan luôn ở đây, chỉ là ta đang nhắm mắt dưỡng da thôi. Đen xì xì, người dám coi thường công đường, ta đại diện cho anh Trăng tiêu diệt ngươi. Người đâu? Cầu đầu chảm chờ lệnh. Khoan đã, khoan đã, tôi có thể tìm được thần trưởng. Ho, để hắn nói. Trước khi bị các người bắt, tôi đã xem qua bản đồ. Tôi nhớ được tuyến đường trong đó. Athena, đưa hắn lên phi thuyền. Ho, đóng cửa thả chó. Tiểu Kim Cang là người phương đông chúng ta. Athena. Ho, vì vinh quang của thần phương Bắc. Các người nghĩ phương đông chúng ta không có ai sao? Có phải các người hiểu lầm gì rồi không? Tôi có thể tìm được thần trượng, nhưng tôi đâu có nói sẽ giao thần trượng cho ai. Tôi là người rất có nguyên tắc. Cướp mà cũng nói đạo lý sao? Có tiền là được rồi. Ta đại diện cho ánh trăng tiêu diệt ngươi. Bao đại nhân, đợi đã. Ngươi muốn tiền chứ gì? Dẫn theo Thor mang thần trượng về thì tiền sẽ không còn là vấn đề của ngươi nữa. Tôi vẫn chưa nói xong. Hồng Thất Công, mọi người đều là thần linh, ai mà không có tiền chứ? Dẫn Athena đi, ta trả gấp đôi. Ta cũng trả gấp đôi, ta trả gấp ba. Lật bài đi, mấy người đánh bài sao? Được rồi, cứ tranh giành tiếp cũng vô ích. Ta đề nghị mỗi người cử người của mình đi với hắn. Này khoan đã, ít nhất phải làm cho thần trượng thoát khỏi sự khống chế của Ra. Những việc khác hãy để sau nói. Xem ra chỉ có cách này. Này, các người không tin tôi đến thế sao? Tôn trọng nguyên tắc của tôi chút được không? Từ trước đến nay, tôi luôn hành động một mình. Tôi không tin cô ta. Đi cùng với cô ta thì mấy cái mạng cũng không đủ. Ý của ngươi là không thương lượng chứ gì? Phải, tôi rất có nguyên tắc. Ho, đóng cửa thả chó. Xuất phát thôi, anh em. Cuộc phiêu lưu thế nào đang chờ đón chúng ta đây? Đi đường cẩn thận. Ngươi cũng lên phi thuyền cho ta. Tôi sao? Ta còn lựa chọn sao? Ôi, được đi công tác rồi. Sức mạnh của Ra không hề đơn giản. Các ngươi nhất định phải cẩn thận. Chỉ cần đoạt lại thần trượng thì thế giới này mới khôi phục lại hòa bình. Thành bại của các ngươi sẽ quyết định vận mệnh của vũ trụ. Không được phép có bất cứ sai sót nào. Đau quá. Có cần tôi giúp cô xoay phi thuyền lại không? Thôi khỏi, cảm ơn. Phanh chân ga bộ ly hợp. Chân ga, phanh bộ ly hợp. Lúc nãy chỉ là một sơ suất nhỏ. Bộ ly hợp không phải chân ga. Cô lớn từng này rồi mà vô lăng còn không nắm vững nữa. Đó là cần vô số chứ không phải vô lăng. Nắm vô lăng thôi mà, cô cứ kéo xuống làm gì vậy? Chân ga, bây giờ đạp chân ga đi. Được rồi, ta biết rồi. Lần này sẽ không có vấn đề gì nữa. Im hết đi. Tôi đâu có nói gì đâu. Mình chết chắc rồi. Đến nơi rồi. Đây đúng là điểm đến sao? Điểm đến.
hành tinh xa xôi thế này lại có công trình kiến trúc thế này sao? Chắc lâu lắm rồi không có ai đến. Năm xưa, Ra đã bỏ chạy đến một không gian khác. Đấy chắc hẳn là lối dẫn đến không gian đó. Mọi người nhìn xem, trên tường có chữ tượng hình này. Máy bắn hạt nhân. À, kim tự tháp này là một máy bắn hạt nhân, dùng hạt nhân để bắn mặt trời, rồi lợi dụng lực hấp dẫn khi các tròn sao sụp đổ trong không gian tạo ra lỗ run, thì có thể xuyên qua lỗ run đến một không gian khác. Nếu là máy thì phải có công tắc. Chúng ta chia nhau ra tìm. Làm gì đấy? Đừng đi theo tôi. Trước giờ tôi luôn hành động một mình. Ôi, sợ chết đi được. Tôi nói này của ngươi, có thể nói chính xác một chút không? Ngươi đứng đây làm gì? Mau đi tìm công tắc đi. Phải đi đâu tìm đây? Ngươi là đàn ông, làm việc có chính kiến một chút được không? Tự đưa ra ý kiến đi. Vậy ta sẽ đi theo cô. Tùy ngươi thôi. Không ngờ mình tìm được trước. Còn có sách hướng dẫn khởi động nữa. Lần này có thể cắt đuôi bọn họ rồi. Cho dù hai chúng ta không đi đánh chân, nhưng đến Tết thì sao? Phải ăn Tết ở nhà ai đây? Có con phải giao cho ông bà nội hay ông bà ngoại nuôi đây? Những việc này đều quan trọng. Vậy nên việc không có kết quả đừng nghĩ gì nữa. Ngươi hiểu ý ta nói không? Chẳng hiểu cái gì hết. Ánh sáng từ đâu ra vậy? Chết rồi. Chắc chắn là vừa mới có kẻ tìm ra công tắc nên muốn bỏ chúng ta lại. Quả nhiên không thể tin chúng mà. Không ngờ mình còn đồng ý chia nhau ra tìm. Đúng là bất cẩn. Tiểu Kim Cang, tìm được rồi cũng không gọi bọn ta. Có phải muốn trốn không? Không tin ta sao? Ta còn sợ các ngươi quỳ tiền. Tránh ra. Bước 1. Đặt tay trái lên hình tam giác ở giữa. Bước 2. Giơ ngón tay phải ra, đặt lên trên mắt phải. Bước 3. Hô to mệnh lệnh. Thần hắc ám Gunara. Úm ba la, thuật hắc ám biến hình. Thần hắc ám Gunara, úm ba la, thuật hắc ám biến hình. Tại sao lại ra ảnh sticker chứ? Ngốc quá, đây vốn không phải là công tắc của máy bắn hạt nhân. Sao không nói sớm, vậy công tắc đâu? Vì vinh quang của thần phương Bắc. Có phải người dẫn sai đường rồi không? Bên ngoài ghi chữ điểm đến to như vậy, cô không thấy sao? Đừng cãi nhau, chúng ta lại chia nhau ra đi tìm. Lại chia ra tìm, để hắn có cơ hội bỏ trốn sao? Nói giống như là cô... Tho đâu? Ta là thần sấm Tho. Vì vinh quang của thần phương Bắc. Thôi chết. Tiếng phát ra từ bên kia. Ở đây có lối vào bí mật. Quả nhiên là hắn tìm ra rồi. Hắn là chó, lũ chó thính lắm. Biết sớm đã bám theo hắn rồi. Này Tho, tìm được rồi cũng không báo cho bọn ta có phải? Ngươi đang chờ bọn ta sao? Tho, xin lỗi. Bọn ta không nên nghi ngờ ngươi. Mọi người nhìn đi, ở đây có hướng dẫn sử dụng.
Cửa điều khiển bằng giọng nói. Muốn mở cửa, xin hãy nói. Vừng ơi mở ra. Ta là thần sấm Thor. Đúng là làm khó ngươi rồi. Vừng ơi mở ra. Mắt của tôi. Athena rút gươm đâm vào chiều không gian khác. Chiều không gian khác. Cô ấy nhìn thấy dòng chữ trong chiều không gian ấy. Athena nói, chiều không gian khác. Mọi người mau đến xem. Có nút bấm này. Định làm gì thế? Nhấn nút. Trên mảnh giấy viết là đừng nhấn. Lỡ đây là bẫy thì sao? Ý của ngươi cái nút đỏ này là bẫy? Hay muốn nói mảnh giấy này là bẫy? Chúng ta bỏ phiếu đi. Ta chọn nhấn. Tôi không nhấn. Tôi muốn nhấn. 3-1. Nhấn. Đợi đã. Tôi có một linh cảm không tốt. Các người là đám thần linh vong ân bội nghĩa. Nhanh lên, lối ra sắp đóng lại rồi. Thôi chết. Cái này gọi là nhân quả báo ứng. Người la hét đủ chưa? Chúng ta không rơi xuống tiếp nữa sao? Không trọng lực đúng là vui quá. Mặt trời. Không lẽ cái lỗ này là máy bắn hạt nhân sao? Phi thuyền. Nhau nữa. Nãy giờ khoảng cách có thay đổi chút nào đâu, bởi vì lực tác động qua lại mà. Nếu không ai chịu nhường ai thì chỉ xoay vòng vòng tại chỗ thôi. Chúng ta có thể hợp tác để một người lên phi thuyền trước rồi quay lại đón những người còn lại. Để tôi lên trước. Nếu ngươi không quay lại thì sao? Hay là chúng ta ngoéo tay hứa không lừa nhau? Thần linh các ngươi chẳng đáng tin. Ta mới không tin được người phàm các ngươi. Ta thấy các ngươi vốn không hề muốn hợp tác, hay là muốn độc chiếm. Móc ngoéo đảm bảo 100 năm không phản bội. Nói rồi đấy, nhất định phải quay lại đón tôi. Quả pháo nhân gian cấp 1 chuẩn bị.
quả pháo nhân gian. Bắn. Đừng thở phào nữa, mặt trời sắp chiếu tới rồi kìa. Máy bắn hạt nhân sắp khởi động rồi. Còn tưởng là chết chắc rồi. Mọi người xem, sắp bắn hạt nhân rồi. Bắn ra hạt rẻ thật kìa. Bay xuyên qua đó, là có thể tìm được thần trượng. Càng lúc càng phấn khích. Chúng ta đừng đánh nhau nữa. Vì vinh quang của thần phương Bắc, vì vinh quang của thần phương Tây, vì vinh hoa phú quý của tôi. Người phàm, thần linh. Tiểu Thanh, cháu chưa ngủ sao? Cháu đang ngắm sao? Tại sao cháu không nói với nó? Cháu muốn nó ở lại. Anh ấy nói rồi, sẽ dẫn cháu đi phiêu lưu vũ trụ. Cháu tin anh ấy. Xuyên qua thành công rồi. Ồ dê. Căn cứ của Ra. Đó là gì vậy? Tàu tuần tra. Nhân lúc nó chưa phát hiện chúng ta, cần phải bằng phi thuyền ra vành đai thiên thạch phía sau. Hoặc là liều mạng với chúng vậy. Sao cô lại bay vào trong lỗ? Đương nhiên là để tận dụng không gian hẹp cắt đuôi nó. Trước khi lên kế hoạch, có thể suy nghĩ đến tình cảnh bản thân mình trước không? Im miệng đi. Có lối ra. Cô đừng quá miễn cưỡng. Rất tốt, chúng ta đã đột nhập thành công, đúng như kế hoạch. Đứng ngây ra đó làm gì? Mau chùm đầu hắn ta lại. Nói mau, thần trượng đang ở đâu? Thần trượng sáng thế, ta biết. Từ đây ra ngoài thì đi xe buýt số 38. Xuống xe tại công viên trung tâm. Đi qua công viên, đổi sang tàu điện tuyến số 4. Xuống tàu ở sở nghiên cứu. Tiếp tục đi thang máy lên tầng cao nhất, thần trượng ở chỗ đó. Ừ.
định lừa ai chứ? Hay bọn ta là học sinh tiểu học đi chơi xuân sao? Đúng là bọn ta dễ lừa vậy sao? Sao có thể tìm thần trượng sáng thế dễ dàng vậy? Các người không thích đơn giản à? Có cách phức tạp, có cách phức tạp. Cho người thêm cơ hội đấy. Được rồi, ta biết. Nếu muốn tìm thần trượng sáng thế thì sau khi các người rời khỏi chỗ này, hãy lên chuyến xe buýt số 38 đầy nguy hiểm. Sau đó đi qua công viên trung tâm khiến người ta nghẹt thở. Rồi chuyển sang tàu điện số 4, vô cùng đáng sợ. Cuối cùng phải nghĩ cách đến được tầng cao nhất của sở nghiên cứu, vốn dĩ bất khả thi, thì các ngươi sẽ tìm được thần trượng. Tên quét rác đó quả nhiên không lừa chúng ta, đúng là thần trượng sáng thế rồi. Ra quả nhiên luôn nghiên cứu thần trượng, dưới đó hắn có nhiều cạm bẫy, phải làm sao đây? Có kế hoạch rồi. Thỏ, ta cần sức mạnh sấm sét của ngươi để xử đám camera quan sát. Đồng thời, chúng ta còn cần một phi thuyền tốc độ nhanh để mau chóng rời khỏi đây trước khi bị phát hiện. Thần sông, anh đi tìm phi thuyền đi. Ý của ngươi là sao? Hành động của chúng ta không thể mạnh ai nấy làm như lúc trước nữa. Cần phải đồng lòng hợp sức, phát huy sở trường của bản thân. Giống như một đội vậy, cho nên tôi có nhiệm vụ quan trọng hơn giao cho cô. Ở đây có một cẩm nang, lỡ như kế hoạch của chúng ta có vấn đề, cô mở nó ra, rõ chưa? Hiểu rồi. Được, bắt đầu hành động. Phi thuyền, mình phải đi đâu để tìm được phi thuyền đây? Nghe đây, quy định cũ, người thắng cuộc đua sẽ được lấy xe đi. Anh đang làm gì vậy? Đứng lại, không được chạy. Tại sao lại bị phát hiện? Cô canh chừng kiểu gì vậy? Giờ nói mấy câu đó có tác dụng gì? Đúng rồi, cẩm nang ngươi đưa cho ta. Công ty truyền thông L Thành Đô là một công ty đồ họa rất chuyên nghiệp, hiện đang cần tuyển các vị trí sau. Nhiệm vụ quan trọng mà ngươi nói là đọc quảng cáo sao? Chỉ cần cô không lái xe thì làm gì cũng được. Đứng lại, không được động đậy. Ta thắng rồi, lên xe đi. Sắp bị đuổi kịp rồi. Giấu cũng giỏi lắm. Thì ra anh mới là thần xe chính hiệu. Lúc trước ta thường giúp bố đi giao đậu hũ. Lối ra ở đằng kia, chúng sắp đóng cổng rồi. Có thể không qua được. Qua được. Không qua được rồi. Qua được. Không qua được. Qua được. Ta là thần sấm tho. Nghe đây, lát nữa lúc thẩm vấn, mọi người đừng nói gì hết, cứ để tôi. Mấy việc này tôi rất có kinh nghiệm. Rốt cuộc anh đã làm bao nhiêu chuyện xấu vậy? Chỉ cần kiếm được tiền thì việc gì tôi cũng làm. Người phàm. Có một cô gái rất quan trọng với tôi.
Tôi muốn cô ấy có thể sống tốt hơn, cho nên mới chạy đi khắp vũ trụ kiếm tiền. Các người là thần linh, có được vinh hoa phú quý, không có sinh lão bệnh tử, sẽ không hiểu đâu. Ngưỡng mộ anh quá. Thần linh, ngưỡng mộ tôi ư? Anh muốn đi đâu cũng được, còn ta thì không. Thần linh sinh ra đã không có tự do. Từ bé ta đã bị yêu cầu phải chiến đấu cho hòa bình vũ trụ, không có cơ hội nói không. Chỉ vì ta là con gái của thần rớt, ngay cả tự do để yêu một người cũng không có. Trước giờ tôi luôn không thích thần linh, nhưng mà mấy người các người cũng tạm được. Đến rồi. Tôi sẽ khai hết. Phi thuyền hắn ta cướp, camera nó làm hỏng, quảng cáo cô ta đọc, bọn họ ép tôi trộm thần trượng. Nếu tôi không chịu làm, họ sẽ thả chó cắn tôi. Anh xem, thấy chưa, thấy chưa? Đừng có vội, Ra sẽ đích thân thẩm vấn các ngươi. Ra. Đại nhân, chuẩn bị xong rồi. Đại nhân, mặt ngài làm sao vậy? Lúc nãy ta đang quét nhà, không biết kẻ nào đột nhiên xuất hiện đánh ta một trận. Kẻ nào to gan vậy? Không nhìn thấy rõ mặt chúng, chỉ biết là có 3 tên và một con chó. Xem ra các ngươi đến từ vùng sao khác. Tại sao lại muốn trộm thần trượng? Trộm? Ngươi mới là tên phản bội đã cướp đi thần trượng, muốn dùng sức mạnh của thần trượng hủy diệt thế giới. Không, ta là vì muốn cứu thế giới. Sức mạnh của thần trượng quá lớn, nếu dùng sai chỗ chắc chắn sẽ dẫn đến tai họa. Những vũ khí này đều được tạo ra từ sức mạnh của thần trượng, nhưng với ta mà nói, thứ có thể uy hiếp tính mạng đều là những phát minh thất bại. Ví dụ như chiếc găng tay này, sau khi mang vào có thể có siêu năng lực bằng cách nhấn vào nút này, trở nên to lớn rồi. Thiên lý nhãn thuận phong nhĩ đao thương, nước lửa động vào đều chẳng nhằm nhò. Nhưng đồng thời, thứ này không phải đồ chơi đâu. Nghe hay mà, thất bại chỗ nào? Găng tay này nếu nhấn hai nút cùng lúc thì sẽ xảy ra chuyện gì? Thì sẽ được nghe hòa âm. Cả ông cũng đang chơi kìa. Mức độ nguy hiểm của phát minh loại này là thấp nhất. Nhờ nghiên cứu mà bọn ta phát hiện được vũ trụ thuở sơ khai nhất là một điểm có chất lượng lớn vô cùng. Ta gọi đó là điểm kỳ lạ, điểm cười. Điểm cười bị thần trượng chém vỡ, gây ra vụ nổ lớn của vũ trụ. Trong lúc nổ đã sinh ra năng lượng A và năng lượng B. Khi hai năng lượng này hòa hợp với nhau sẽ sinh ra cuống. Cuống chính là cơ bản của mọi vật chất. Nhỏ thì có kiến, lớn thì có hành tinh. Tất cả mọi thứ trên vũ trụ này đều do cuống tạo thành. Sau đó, ta phát minh ra máy va chạm cuống, tiến hành một số thí nghiệm va chạm cuống. Bọn ta phát hiện, nếu chất lượng của cuống quá nhiều, mật độ quá dày, sẽ tạo nên một thứ có chất lượng và mật độ vô cùng lớn. Là lỗ đen, là lỗ não. Em ít học đừng lừa em. Tất cả những điều này chỉ là trên lý thuyết phải không? Đây chính là lỗ não. Có thể xoay chuyển không thời gian, cũng có thể nuốt chửng mọi thứ, vừa có thể sáng tạo thế giới, vừa có thể hủy diệt vũ trụ. Suy cho cùng, không phải ông tạo ra nguồn sức mạnh này. Sức mạnh bản thân nó không tốt, cũng không xấu, nhưng con người thì có. Năm xưa ta cướp đi thần trượng là vì muốn dùng sức mạnh đó đúng chỗ. Phòng nghiên cứu này luôn mở rộng cửa, mọi người đều có thể tiến hành các thí nghiệm qua việc nghiên cứu thần trượng. Và không phải phát minh nào cũng thất bại. Ví dụ, cái này rất thành công. Đây là một cái máy giao lưu với chó. Không đúng, đi lại cùng chó. À không phải, nói chuyện với chó. Thôi để ra nói,
Đây là một cái máy giao tiếp với chó. Chỉ cần đeo nó lên người chó thì tiếng nó phát ra có thể được dịch sang tiếng người. Như vậy thì mọi người đều có thể nghe hiểu loài chó nói gì. Chỉ đáng tiếc người là mèo. Chào nhà khoa học trẻ. Thứ mà ngươi đánh rơi là bịch muối bằng vàng này. Chúng tôi đang làm thí nghiệm, đừng có phá. Thế giới này có rất nhiều vấn đề, dùng quyền lực hay tiền tài không thể giải quyết được. Muốn bảo vệ thế giới này thì tình yêu mới là đáp án chính xác. Nhìn bọn họ đều rất hạnh phúc. Bởi vì không bị chiến tranh uy hiếp nên mọi người đều sống rất tự tại. Đây mới chính là hòa bình ta muốn bảo vệ. Nói nhiều như vậy, ý của ông là sẽ không giao thần trượng ra đúng không? Khó khăn lắm mới đến được đây, không thể ra về tay không được. Thần trượng chỉ có để ở chỗ ta mới an toàn. Kẻ khác chỉ muốn dùng sức mạnh của nó để gây chiến. Phụ thân ta không phải loại người như ông nói. Chúng ta vì hòa bình mới chiến đấu. Ta cảm thấy nữ oa đại nhân cũng dễ nói chuyện mà. Năm xưa nếu không phải ta lấy đi thần trượng, chỉ họ đã đánh nhau rồi. Giờ chiến tranh cũng sắp nổ ra. Mang thần trượng về chỉ tạo ra một cuộc chiến toàn diện. Nếu như khai chiến thì chúng ta sẽ thành kẻ thù. Chúng ta đã từng méo tay, phải tin tưởng nhau. Ta là thần sấm Thor. Ta là thần sấm Thor. Thor à, ngươi sao vậy? Muốn đi tè sao? Thần trượng sao lại hóa thành quả sầu riêng rồi? Tiểu Kim Cang, ngươi làm gì vậy? Hoàn thành nhiệm vụ. Đừng có vội. Lỡ như thần trượng thật sự gây ra chiến tranh toàn diện thì sao? Đó là chuyện của thần linh các người. Tiểu Kim Cang, không thời gian này là do ta dùng thần trượng tạo ra. Ngươi không quay về được đâu. Dùng thần trượng là được chứ gì? Người phàm không được làm loạn. Tiểu Kim Cang, cuối cùng mày cũng đã về. Lần này sẽ không để mày chạy thoát nữa. Có ai nói là chạy đâu. Ái chà. Tiểu Thanh, anh về rồi đây. Em xem anh đem. Xin lỗi Tiểu Thanh, anh về quá trễ rồi. Tại sao em lại thành ra thế này? Tiểu Kim Cang, bệnh của Tiểu Thanh cháu cũng biết rồi. Nhưng mà Tiểu Thanh chỉ bị viêm ruột thừa thôi mà. Tại sao viêm ruột thừa có thể thành ra thế này? Anh nhận nhầm người rồi. Anh biết ngay mà, chỉ là viêm ruột thừa thôi. Sợ chết đi được, suýt nữa bị ruột thừa dọa chết rồi. Ruột thừa có gì mà đáng sợ? Em xem thần trượng sáng thế mạnh nhất vũ trụ. Nó không những có thể trị bệnh ruột thừa cho em, mà còn có thể giúp em được như thần linh, có vinh hoa phú quý, không có sinh lão bệnh tử. Cảm giác thoải mái này, dù đứng thế này cũng không đau, thế này cũng không đau. Em có thể ngủ thế này, cũng có thể ngủ thế này. Đúng là sướng quá. Sao giống như cảm giác xem nhầm quảng cáo vậy? Vậy sau này em có thể cùng phiêu lưu với anh rồi. Ai còn cần phiêu lưu nữa? Giờ anh đã sở hữu sức mạnh mạnh nhất cả vũ trụ rồi. Muốn có gì sẽ có đấy. Giống hệt như thần linh luôn. Không đúng, anh đã vượt qua cả thần linh rồi. Nhưng mà em không hiểu sao chúng ta không cần phải phiêu lưu nữa. Túi sách bản giới hạn, son môi các loại màu, tất cả những thứ trước nay không mua được, giờ muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Sao hả? Rất đã đúng không?
Những thứ này cũng tốt. Nhưng anh đã từng hứa với em sẽ dẫn em đi phiêu lưu, anh còn nhớ không? Tiểu Kim Cang, lần này cháu lại gây họa gì rồi? Tiểu Kim Cang, ta biết người đã lấy được thần trượng, lập tức giao ra đây. Thần trượng thuộc về thần linh. Quả nhiên là ở đây. Báo cáo, có nhiều đội quân không rõ đang tiếp cận. Tin tức truyền đi nhanh thật. Tiểu Kim Cang, không ngờ ngươi dám phản bội chúng ta. Uổng công ta tin tưởng ngươi như vậy. Ngươi tưởng mình đã phản bội lòng tin của ai chứ? Là lòng tin của thần linh đấy. Thần linh? Nực cười. Tiểu Kim Cang, việc của Phương Đông không đến lượt các ông xen vào. Thần trượng là của chung thần linh chúng ta. Có mấy câu này đã cãi nhau mấy ngàn năm rồi, không thấy chán sao? Đúng vậy, đúng là không biết xấu hổ. Sợ ông chắc, đánh thì đánh thôi. Muốn gây sự ở địa bàn của ta sao? Đồ khốn kiếp, khai chiến, nào lên. Quân địch còn 30 giây nữa sẽ đến chiến trường. Tại sao ông lại chơi đánh bài? Không cùng hệ thống rồi có hiểu không? Ta thích. Họ đã khai chiến rồi. Tiểu Kim Cang, họ đánh nhau rồi. Mau trả thần trượng cho họ đi. Trả ư? Không, thần trượng là của ta. Của ta. Báu vật của ta. Mau nhìn xem, bầu trời nứt ra kìa. Mọi người đến đủ cả rồi. Đã thành công vượt qua lỗ run. Quả nhiên là đã đánh nhau. Phải nghĩ cách để họ đình chiến, rồi đi tìm Tiểu Kim Cang. Số lượng của đối phương gấp 3 lần chúng ta đấy. Tuyệt đối không thể nhường ra. Phải giành lại thân trưởng. Phản công? Không được. Chúng ta đến đây khuyên giải, không thể tham gia chiến đấu. Vậy thì ít nhất chúng ta cần phải có binh lực gấp 3 lần thì mới ngăn được. Cũng không cần nhiều vậy, chỉ cần thuyết phục được một bên bất kỳ gia nhập với chúng ta thì có thể cân bằng rồi. Để tôi hỏi thử Nữ Oa Đại Nhân. Alo, là Nữ Oa Đại Nhân đúng không? Chuyện là thế này, mọi người đều hiểu lầm rồi. Ra không phải là người xấu. Vâng, ông ấy không dùng thần trượng để làm chuyện xấu. Vậy nên, có thể đừng đánh nữa, rồi gia nhập với chúng tôi, ngăn chặn chiến tranh được không? Cảm ơn Nữ Oa Đại Nhân. Chờ hồi âm thôi. Trong tình thế này mà ngươi lại gửi tin nhắn sao? Ho. Thiết bị giao tiếp với chó. Bố ơi. Ho. Con nói chuyện được sao? Con không muốn phải liều mạng vì mấy chuyện lộn xộn của các người nữa. Tại sao không thể cùng chung sống với nhau? Sao cứ đánh nhau vậy? Sao mọi người không thể làm bạn? Sao không thể cùng nhau ngồi xuống nghe người khác nói? Ho. Con đang nói cái gì vậy? Ta nghe không hiểu gì hết. Sao tự dưng lại dịch sang tiếng Thượng Hải vậy? Còn có cả phiên bản tiếng Ôn Châu và tiếng Mân Nam nữa. Càng nghe càng không hiểu. Athena, ra, ngươi bắt cóc con gái ta để uy hiếp ta sao? Phụ thân, ngươi hiểu lầm rồi, chúng con. Rớt, sao ta có thể nhẫn tâm hại con gái ngươi chứ? Vậy ngươi có còn nhớ nhật ký mà ngươi đã viết 5.000 năm trước không? Ta vẫn còn nhớ là ai đã hỏi mượn ta nửa cục tẩy. Rốt cuộc là kẻ nào đã xem trộm thư ta viết cho ngươi? Là kẻ nào đã buộc tóc lại cho ông? Chờ chút, chính ngươi đã phản bội chúng ta. Tấn công. Giữa hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại cứ phải chứng đầu như vậy? Xem ra mình phải trực tiếp giải thích rõ với ông thôi.
Mau đuổi theo. Rớt. Màn bảo vệ tàu chính của phương Tây đã biến mất rồi. Là một cơ hội tốt. Đừng loạn, trước tiên khởi động lại màn bảo vệ đã. Rớt. Ông nghe ta nói, tên phản bội nhà ngươi, sao ngươi lại không tránh ra? Ta sẽ không bỏ chạy nữa. Ta từng cho rằng bỏ chạy sẽ giải quyết được vấn đề. Nhưng ta sai rồi. Chúng ta đều hiểu sai ý nghĩa của lời tiên tri. Rất tốt. Hồng Thất Công, ông định làm gì? Nhân lúc màn bảo vệ bị mất thì giở chiêu này. Tưởng chỉ có ngươi biết chơi bắn súng sao? Muốn đấu với ta? Ta đây cũng có. Ngươi đừng gây rối thêm nữa. Chờ đã, mọi người đừng manh động. Ta thấy có hơi rối. Vì bộ lạc. Rớt, cẩn thận. Ra. Rớt. Ra. Rớt. Ra. Tại sao ngươi lại rớt? Ông nghe xem, yên tĩnh quá. Cuối cùng chiến tranh đã kết thúc. Có một chuyện ta nhất định phải nói cho ông biết. Có liên quan đến thần trượng. Thần trượng? Thần trượng làm sao? Nhắc đến thần trượng, chúng ta tranh giành đã mấy ngàn năm nay, đến mức quên mất chúng ta từng là bạn bè thân thiết thế nào. Đừng nhắc mấy chuyện đó. Thần trượng rốt cuộc làm sao? Thân phận làm thần linh quả nhiên là một lời nguyền. Ngươi nói vào trọng điểm được không? Nếu như có thể làm lại từ đầu, ta chỉ muốn làm một người phàm, làm một nhân viên quèn, mỗi ngày tăng ca, lo trả tiền thuê nhà. Được rồi, ngươi muốn sao cũng được. Thần trượng thì sao? Ông có còn nhớ không? Khi vũ trụ vừa mới bắt đầu, có bốn thiếu niên cùng chạy dưới ánh hoàng hôn. Lúc đó chúng ta vui vẻ biết bao nhiêu. Mấy người mà ngươi nhớ lại là ai vậy? Đúng rồi, về thần trượng. Ta chết đây. Về thần trượng làm sao không nói tiếp? Báo thù cho đại nhân. Đánh đi. Tất cả hãy đánh nhau đi. Đủ rồi, tiểu kim cang, trả thần trượng lại cho họ đi. Không, ta muốn nhìn thấy cảnh sát vị thần tàn sát lẫn nhau. Lại đánh nhau rồi. Athena, xem ra thực sự là chúng ta sai rồi. Quyền trượng đại diện cho quyền lực thần phương Tây này giao lại cho con. Phụ thân, hãy dùng cách của con để kết thúc cái nghiệt mà thế hệ bọn ta đã gây ra. Từ giờ trở đi, tất cả đấu sĩ của thần phương Tây sẽ do con chỉ huy. Giờ quân đội của Ra cũng đã tham gia chiến đấu. Cục diện lại hệt như lúc đầu. Ít nhất cũng cần quân lực gấp 3 lần mới ngăn được bọn họ. Gấp 3? Có đấy. Ngân Hà cũng là sông mà. Tàu chính đã rời khỏi chiến trường. Các đấu sĩ của ta, hãy nghe lệnh của ta. Hướng về Ngân Hà. Con đường của chúng ta là đại dương các vì sao. Chuyện này là sao? Thần sông mà cũng có ích như vậy sao? Chào Athena trẻ tuổi.
Thứ mà cô đánh rơi là các đấu sĩ bằng vàng này. Ai? Là ai? Hay là các đấu sĩ bằng bạc này? Hay là các đấu sĩ bằng đồng này đây? Hãy để chúng ta kết thúc trận chiến này. Không ngờ họ dựa vào ưu thế quân đông ép chúng ta kết thúc trận chiến. Các ngươi tưởng như thế là xong sao? Ta mới là nhân vật chính, biết chưa? Hỏng rồi. Ngươi ra đó làm gì? Phản công đi. Lĩnh thần linh chỉ thế này thôi sao? Rốt cuộc anh đang làm gì? Tiểu Kim Cang, mau dừng lại đi. Nơi này rất nguy hiểm, mau chạy thôi. Thần linh, hắn hòa hợp với thần trượng rồi. Cái này tại sao? Trước đây Ra cũng từng muốn cảnh báo chúng ta. Thần trượng có thể làm tăng năng lượng của người sử dụng, nhưng sự tối tăm trong nội tâm người đó cũng sẽ tăng theo. Tiểu Kim Cang hiện giờ đã bị thù hận nuốt chửng rồi. Quá đi, không thể nào tiếp cận được. Đủ rồi. Anh không còn là Tiểu Kim Cang mà em quen nữa. Em ghét bộ dạng hiện giờ của anh. Tiểu Kim Cang, Tiểu Kim Cang, lúc nãy hình như anh đã mất đi lý trí. Ta ghét nhất bọn thần linh, nói không được thì liền đánh nhau. Ta là người rất có nguyên tắc, tùy cơ ứng biến. Thần trượng đã hút thù hận của Tiểu Kim Cang. Ta thế này gọi là loạn thế xuất anh hùng. Thần linh, to quá.
thứ mà chúng ta đang đánh rốt cuộc là Tiểu Kim Cang hay Thần Trượng? Mình đã sai rồi sao? Tiểu Thanh, giờ anh vẫn còn lại chút thần lực, có thể ngăn chặn hắn. Em đừng lo, anh sẽ trở về mà. Anh hứa đấy. Kéo tay. Đồ lừa đảo. Tên này không có điểm yếu sao? Tức là người gia nhập với chúng sao? Người sinh ra từ tà niệm của ta. Điểm yếu của ngươi ta hiểu rõ nhất. Chỉ cần lợi dụng được điểm này là có thể đánh bại ngươi. Kính thực tế ảo. Gối ôm hình Tiểu Thanh. Hắn hiểu rõ ngươi còn hơn ngươi. Điểm yếu bị phản tác dụng rồi. Hả? Biến đi. Xem ra không giỏi bằng hắn rồi. Mọi người không sao chứ? Người hiểu rõ thần trượng nhất là Ra. Nếu ông ta còn sống thì... Nhưng mà Ra đã... Không sao. Dùng thần lực còn lại của tôi có thể hồi sinh Ra. Sao lại sinh ra một quả bóng vậy? Là trứng. Quả trứng này chính là chuyển thế của Ra. Gà trống đẻ trứng. Trứng thì có ích gì? Không lẽ phải ấp cho nó nở sao? Định ấp thật sao? Hít thở sâu. Ngươi không cần phải miễn cưỡng. Ngươi là một con chó mà. Rớt, cẩn thận, cảnh này đã qua nãy giờ rồi. Kịch bản. Tóm lại, chúng ta đang diễn đến đâu vậy? Ôi trời, bây giờ chúng ta cần phải tìm cách gì ngăn chặn thần trưởng. Đuổi đến nơi rồi, để tôi ngăn hắn. Suýt chút thì quên, lúc nãy hồi sinh Ra, tôi đã dùng hết thần lực rồi, biết ngay mà. Sắp đuổi kịp rồi, sắp tới rồi. Động cơ hỏng rồi. Ho. Có vũ khí ở dưới lầu. Không có sức mạnh của ta.
thì chẳng qua ngươi chỉ là một người phàm, ngay cả thần linh còn đấu không lại ta, ngươi dựa vào đâu chứ? Phóng to! Cái gì? Ta nói đánh bại ngươi thì sẽ đánh bại ngươi. Ta vốn rất có nguyên tắc. Đây chính là vũ khí bí mật mà các ngươi nói sao? Sao ngươi lại đi giúp bọn thần linh đó? Chẳng phải ngươi ghét nhất là thần linh sao? Thân là thần linh, không phải là lỗi của họ. Ta là hóa thân của ngươi, là hạt giống thù hận mà ngươi đã gieo. Ta chỉ làm cho nó nảy mầm, lớn lên thành một cái cây. Cây không có sinh mệnh, chỉ là một cành khô. Bọn ta phải cùng nhau tiêu diệt ngươi. Các ngươi, găng tay này chỉ dùng để thu hút sự chú ý của ngươi. Vũ khí bí mật thật sự ở đây. Quên mất hiện giờ ta không có bàn tay trưởng thành. Tay của ông là kết quả của cả thanh xuân đấy. Đòn tấn công cuối cùng. Phóng to. Lên đi, đánh bại hắn. Cành khô rơi. Phát sáng nào. Piston. Chúng ta thắng rồi. Chỉ là không biết Tiểu Thanh có thích tạo hình mới này hay không nữa. Như vậy, nhờ sự nỗ lực của Tiểu Kim Cang mà vũ trụ lại khôi phục được hòa bình. Các ngươi tưởng ta là kẻ bị đánh vào lỗ não thì sẽ dễ dàng bị tiêu diệt sao? Ta sẽ cho bọn thần linh các ngươi thấy rõ bản chất của thế giới này. Tiểu Kim Cang. Không ngờ ngươi lại dám đuổi theo. Cái gì? Đáng tiếc, ngươi đã chọn sai kẻ địch. Chúng đã chọn sai chiến trường. Bị mất lâu rồi. Tầng dưới cùng của lỗ não chính là điểm khởi đầu của vũ trụ các ngươi. Thời gian và không gian ở đây đều hỗn loạn. Hình thức sinh mạng của các ngươi sẽ dần dần bị biến mất. 3D quá đi. Là do sinh mệnh trong chiều không gian khác của các ngươi không có độ dày. 2D đã lỗi thời rồi. Đáng phải bị vứt vào sọt rác. Tiểu Kim Cang, không ngờ trong lỗ não lại có sức mạnh lớn thế này. Muốn đưa hắn quay trở về vẫn còn một cách. Nút bấm thứ 7 của găng tay. Phong ấn. Với thân hình 3D của ta, ngay cả bỏ phiếu cũng hơn gấp đôi các ngươi. Ai quan tâm chứ? Này, còn muốn đấu tiếp? Thân thể của các ngươi đã bị phân giải thành những phác thảo rồi. Ngươi lợi hại như vậy, vậy ta sẽ gọi tên ngươi. Ngươi dám đáp lại không? Không dám. Sao ngươi không trả lời theo dự tính vậy? Vậy mới nói đầu óc của các ngươi đơn giản. Găng tay đó tạo ra từ sức mạnh của ta. Có tính năng gì? Lẽ nào ta không rõ sao? Ngươi nói bọn ta không có độ dày. Ra.
ngươi ở đâu? Vậy tức là ngươi cũng bị mù cảm giác với sự tồn tại của chúng ta rồi. Ngươi giở trò gì vậy? Ta ở đây. Muốn ta cùng bị phong ấn với ngươi sao? Ta gọi tên của ngươi. Này, làm thế này, bọn ta sẽ hợp thể đấy. Ta gọi tên của ngươi, ngươi dám đáp lại không? Ngươi không sợ bị bóng tối nuốt chửng như tiểu Kim Cang sao? Từ bỏ thù hận, tin vào tình yêu. Ta là thần Phương Nam, ra! Lấy găng tay. Hắn găng tay đi. Có thể sẽ thoát khỏi sức hút của lỗ não. Vậy anh phải làm sao? Chúng ta vẫn chưa móc méo, cho nên lần này không cần quay lại đón tôi. Tiểu Kim Cang, Kim Cang thiết truyền. Bắn. Không sao đâu. Dù sao tôi cũng chỉ là một người phàm. Tiểu Kim Cang. Em ước gì? Nếu cho anh biết, không chừng anh sẽ giúp em thực hiện đấy. Bí mật, không nói anh biết đâu. Tiểu Thanh, Tiểu Chim Cang, rốt cuộc em đã ước gì vậy? Tiểu Thanh ước mãi mãi ở bên Tiểu Kim Cang. Anh xin lỗi Tiểu Thanh, điều ước này anh không thể giúp em thực hiện rồi. Tiểu Kim Cang chấm Toren. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Một chú gà con. Ngươi tên gì vậy? Không nhớ sao? Vậy bố mẹ của ngươi đâu? Ái chà, là một cô nhi sao? Đáng thương quá. Ngươi có biết ngươi là chip chip từ trên trời rơi xuống không? Là chip chip đấy. Cười rồi. Ra đã hoàn toàn mất ký ức. Như thế cũng tốt. Ông ta từng nói muốn làm một người phàm. Lời tiên tri của Titan nói người có được sức mạnh của thần trượng sẽ mang đến sự hỗn loạn cho vũ trụ. Giờ lời tiên tri đã xong rồi. Sứ mệnh của chúng ta cũng đã hoàn thành. Thời đại của chúng ta đã kết thúc. Thế giới này cần những người bảo vệ mới. Chẳng phải bọn con đã chọn ra được rồi sao? Đáng tiếc, lại thiếu mất một người.